5 lý do tại sao bạn không nên ngồi vắt chéo chân. Ngồi vắt chéo chân rất thoải mái, thanh lịch và sexy, nhưng nó có thể dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và cơ thể của bạn. Dưới đây là 5 lý do tại sao bạn không bao giờ nên ngồi vắt chân. 1. Dẫn đến tê liệt dây thần kinh hoặc bại liệt. Đừng ngồi lâu quá, ngồi xổm, ngồi vắt chân lên nhau hay một số các tư thế khác làm máu khó lưu thông, bị ứ đọng, sinh ra các chất axit hay có thể làm chân tay chỗ đó bị tê buốt. Ngồi vắt chéo chân trong thời gian dài có thể dẫn đến tê liệt dây thần kinh hoặc bại liệt. Ngồi lâu ở bất cứ tư thế nào khác cũng tiềm ẩn những nguy cơ tương tự. Tuy nhiên, ngồi vắt chéo chân là tư thế mang đến rủi ro bị liệt cao nhất trong các tư thế ngồi. Thứ hai, dẫn đến tăng huyết áp. Khi bạn ngồi trong một thời gian dài với kiểu vắt chéo chân, huyết áp trong cơ thể tăng lên. Mặc dù bạn không có bất kỳ vấn đề gì về huyết áp thì cũng cân nhắc tránh ngồi ở vị trí này để có thể giúp bạn sống khỏe mạnh và ngăn ngừa chứng rối loạn tuần hoàn. Thứ ba, dẫn đến mất cân bằng xương chậu. Kiểu ngồi chéo chân cũng sẽ gây ra sự mất cân đối vùng xương chậu. Chúng khiến cơ bắp đùi trong ngắn lại, cơ bắp đùi ngoài dài ra, nguy cơ các khớp sẽ bị trật khỏi vị trí của nó. Thứ tư, tĩnh mạch mạng nhện xấu xí. Tĩnh mạch mạng nhện là những mạch máu nhỏ, li ti, dài khoảng vài mm hoặc vài cm, thấy được như hình mạng nhện ngay dưới bề mặt da, trông sẽ mất thẩm mỹ. Nếu không muốn điều đó, phụ nữ hãy từ bỏ thói quen không tốt này. Thứ năm, thoái hóa. Bệnh viêm khớp thoái hóa có thể gặp ở tuổi 30. Lý do không ngờ tới là do họ ngồi vắt chéo chân, ngồi với chân trước được chéo trong thời gian dài hơn 3 giờ mỗi ngày có thể dẫn đến đau lưng, cổ và khó chịu ở hông. Chúng ta cần thay đổi thói quen ngồi vắt chéo chân ngay từ bây giờ, càng sớm càng tốt. Như vậy, ngồi vắt chéo chân là một thói quen không tốt, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người khi gây ra nhiều bệnh tật. Tư thế ngồi tốt nhất là đặt hai chân lên sàn nhà để cân bằng trọng lượng cơ thể. Khi muốn thay đổi tư thế, thay vì vắt chéo chân, chỉ cần dịch cả hai chân sang một bên hoặc nhẹ nhàng bắt chéo chân ở mắt cá.